Trước mặt màn hình cô chú anh chị là hồ Sông Rai, một cái hồ rất là lớn, cũng là rất là nổi tiếng anh chị. Đó, hồ này thì rất là rộng, rất là lớn. Đó, nó giáp giữa hai tỉnh ha, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Đó, hồ sông nước mênh mông luôn ha. Hiện tại mùa này thì đang mùa mưa, có gọi là cũng mưa cũng không nhiều lắm hả, hồ nước rất là mênh mông luôn đó. Hiện tại thì em Điền đang có mặt ở tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Chỗ khu vực này thì dường như là giáp Đồng Nai luôn anh chị, chạy qua chút xíu là qua Cẩm Mỹ Đồng Nai rồi ha. Thì sẵn tiện đây em Điền cũng giới thiệu tới cô chú chị nha, một cái lô đất vườn rất là gần đây, rất là gần cái hồ sông Ray mình ha. Thì số tiền của bất động sản này thì dưới 1 tỷ thôi anh chị hả. Mảnh đất vườn thì mặt tiền đường nhựa này khoảng là 29 mét mặt tiền đường nhựa này ha. Thì giá rất là rẻ luôn đó. Đây, đây để em Điền tới quay cho cô chú chị nha. Thì hiện tại cái vị trí em Điền đang đứng quay đây á, ra trung tâm xã Sơn Bình hả, cũng như là chợ đò, trường học vân vân, trạm y tế ha, trạm xá này kia đó. Đó, ra đó thì khoảng đâu đó 1 cây rưỡi thôi, mình đi thẳng một mạch luôn là ra tới ngay đó luôn, đối diện chợ luôn, ngã ba chợ luôn ha. Đó, trung tâm rồi. Còn mà nếu mà mình lên trung tâm huyện Châu Đức thì mình ra cái đường đó được gọi là đường ngã giao Hòa Bình ha, ngã giao Hòa Bình, thì mình ra tới tay phải nè, đi vài cây số nữa thôi là ra trung tâm huyện Châu Đức luôn. Đó, rất là gần. Nói chung là về đất, về cái vùng đất Châu Đức thì nó rất là phát triển chị, dân cư rất là đông đó, và có nhiều nhiều khu công nghiệp và xí nghiệp ha. Từ đây mà đi xuống ngay Sài Gòn thì khoảng đâu đó là 80 cây thôi ha, cách Sài Gòn rất là gần ha. Lâm Sang, Cẩm Mỹ đồi nằm phía bên này này, rất gần, chạy xíu là qua tỉnh Đồng Nai, qua tỉnh Đồng Nai tới thành phố Hồ Chí Minh rồi đó. Thì cái lô đất mà em Điền muốn giới thiệu đây ha, hiện tại là đang đất vườn, có đất trên đất thì có trồng cây ăn trái ha, mít thái anh chị. Ranh từ đây ha, đó, đổ thẳng vào trong là sâu là 38, gần 39 mét ha, thẳng một mạch vô đây đó. Và mặt tiền của mình thì trải dài mặt tiền đường này là 29 mét mặt tiền đường nhựa này ha. Đó, 29 mét, rất là đẹp, đường nhựa hiện hữu, đường nhà nước anh chị ha, ô tô né nhau thoải mái luôn. À, cái lô đất mình thì vuông vức ha, không có tóp hậu nha. Đây đó, tới đây đó, đổ qua bên kia là 29 mét mặt tiền đường nhựa này. Ở bên bên phía cạnh này thì chiều sâu vào 33 mét, hơi ngắn so với chiều sâu bên kia đó. Trong đất thì đang là trồng cây ăn trái, làm mít thái anh chị. Đất thì rất là tốt nha, rất vườn nhưng mà rất là tốt. Xung quanh thì đằng sau đây những có những cái khu sinh thái, khu du lịch và câu cá giải trí, nhà vườn gần đây rất là vân vân. Như cái lô đất mình thì cái lô kế bên thì có một cái chủ mới người ta mua rồi đó, người ta sẽ làm một cái nhà vườn ở đây, kế đất mình luôn, làm nhà vườn kế đất mình luôn. Đó, nếu mà cô chú chị nào mà mua cái mảnh đất này thì có hàng xóm luôn ha. Xung quanh đây thì dân cư thì tương đối là thưa thớt, nhưng mà nếu mà đi ra ngoài đường ngã giao Hòa Bình á, thì càng ra thì dân cư càng đông ha. Ở trên đất mình có là cây bưởi luôn, cây bưởi mít thái đó, có cây bưởi mít thái luôn đó. Như chỗ này thì đi ra DT 765 rất là gần ha, khoảng đâu đó là vài cây số là ra DT 765 rồi. Đường đó mình đi ra quốc lộ 1A, cũng như là cái đường quốc lộ 1A đó là mình đi từ Bắc ra Nam rồi, từ Nam ra Bắc rồi, thông thường hết.
Đó. Giao thông, đường giao thông thì thuận tiện ha. À, em Điền cũng báo giá cái bất động sản này luôn ha. Bất động sản này thì đang rao trên thị trường là 980 triệu. Đó, 980 triệu là cho tổng bất động sản này 1.000 m². Đó. Nhưng mà em Điền sẽ báo giá chốt luôn cho cô chú chị mình dễ làm việc. Thì gia chủ mình sẽ chốt giá là 950 triệu anh chị ha. 950 triệu để mà cô chú chị mình biết cái giá chốt khỏi trả giá ha. Đó, chào là 980 triệu rồi đó. Hả? Phía sau. Tới phía đây là hết ranh của mình rồi, tới hết cái vạt bắp này là hết ranh của mình rồi. Hiện tại thì mít là của mình rồi ha. Còn bắp thì đang cho người khác là canh tác. Canh tác ngắn hạn thôi. Hả? Nếu mà mình mua về mình có nhu cầu sử dụng thì mình cứ sử dụng thôi ha, cho người ta thu hoạch hết cái bộ bắp rồi xong mình sử dụng ha. À, trên đất mình thì đang có là hệ thống tưới tự động ha. Hiện tại thì mình đang sử dụng nước nước giếng cá thôi ha, của gia chủ cũ đó. Hệ thống tưới nước tự động hết đó. Chỗ mình thì gần cái hồ sông Ray nên là mình nếu mà mình khoan giếng hay đào giếng đó thì khoan xíu thôi, xuống xíu thôi là có nước rồi, nước vi vu rồi. Tại vùng đất này, vùng đất ngay hồ sông Ray nè, mạch nước ngầm rất là nhiều và rất là cạn, khoan xuống xíu là có nước hết rồi. Chỗ này thì được cái là không có gần biển nhưng mà được cái là gần hồ, cái khu du lịch, gần cái hồ du lịch của hồ sông Ray đó. Tương lai thì nó sẽ phát triển như hồ Trị An ha. Đó, chỗ này thì chưa được khai thác nhiều nhưng mà tương lai sẽ được khai thác nhiều anh chị. Đó. Buổi đêm buổi tối là mấy anh cần thủ á, câu cá này đầy hồ luôn. Nói chung là phao sáng đêm á chị, câu buổi tối á nó sáng rực luôn. Đó, dân đam mê câu cá về đây rất là nhiều. Đó, cũng là đó là một mô hình kéo khách du lịch về đây ha. Gần biển thì cũng không gần đâu. Đó. 950 triệu cho tổng bất động sản này 1.000 m², 29 mét mặt tiền đường nhựa. Đó. Sâu vào trong là 38 mét. Gần 39 mét anh chị. Đó. Giá chỉ có 950 triệu rồi, rất là rẻ. Thực sự mà nói thì rất là đẹp anh chị, xuống thực tế đất rất là đẹp. Đó, rất là có hồn thiên nhiên luôn anh chị ha. Đất bằng phẳng với đường ha. Mà giá thì giá rất là rẻ. Thời điểm này thì anh chị cũng đã biết rồi, người ta bán là giá cần bán không à, giá rẻ không à, chứ cũng chẳng phải là giống như hồi trước là hô giá. Lúc trước thì nói thực sự lúc trước là gia chủ mình có người vô trả là 3 triệu 1 m² anh chị, một sào là 3 tỷ đó. Đó, đó là thời điểm trước, đó mình nói thôi, mình nói chuyện cho nghe thôi chứ cũng chẳng, mình cũng không có nói lại cái thời điểm đó được ha. Thời điểm đó đứt số đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Em Điền cũng có vài cái lô đất giá rẻ nằm phía dưới phần mô tả đó. Cô chú chị có thể là nhấn vào xem tham khảo phía dưới thêm ha. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em Điền. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị mình ha.